Hello, chào em. Ok, giới thiệu em á, anh là nghệ sĩ chụp ảnh đường phố á. Hồi nãy anh đứng ở bên kia, anh có chụp lại em cái thời khắc dễ thương á. Ok, anh rửa ra tấm hình á, anh tặng em nha. Còn gì nữa đâu mà tiếng vơi. Nari kasuku ibara Tino Tino. Hello, chào hai bạn. Ok, giới thiệu với hai bạn, mình là nghệ sĩ nhiếp ảnh đường phố á. Nãy mình có bắt lại cái khoảnh khắc của bạn trai này nè. Mình rửa ra tấm, bây giờ mình gửi tặng bạn làm kỷ niệm nha. Ok bạn. Tuổi trẻ, ta hết mình với thứ được gọi là đam mê. Vậy có bao giờ bạn bị đam mê của mình rượt đuổi chưa? Hello. Chào các bạn, mình là bên nghệ sĩ chụp ảnh đường phố. Hồi nãy có thấy hai bạn chụp ảnh đẹp quá, mình bắt lại khoảnh khắc dễ thương của bạn cái đỏ này nè. Có rửa ra tấm hình tặng bạn nè. Ok. Người đã tắt đằng sau nước mắt, người vì em có nghĩa. Mẹ ơi, ngủ đi, đêm khuya rồi. Hello, chào các bạn. Hồi nãy á, mình đứng từ đằng xa, mình có chụp lại cái khoảnh khắc của bạn trai này nè, thấy dễ thương quá nên mình rửa ra tấm hình á, gửi tặng bạn làm kỷ niệm nha. Ok. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà, thôi xuống đây bà, phim chiều rồi. Hello, chào bạn. Giới thiệu bạn, mình là nghệ sĩ nhiếp ảnh đường phố á. Hồi nãy mình đứng từ đằng xa, mình chụp lén bạn tắm á, rửa ra tấm hình tặng bạn nha. Ok. Hello hai bạn gái. Chào hai bạn, hồi nãy mình đứng từ đằng xa thấy hai bạn thấy thằng gái này thổi bóng dễ thương quá, mình chụp lại tấm hình gửi tặng bạn làm kỷ niệm nha. Nếu có một ngày tình có cậu bên cạnh em và hôn em mỗi buổi tối trước khi ngủ nữa thì em sẽ làm gì hả vợ yêu? Hello. Chào các bạn. Giới thiệu với các bạn đó là mình là nhiếp ảnh đường phố á. Hồi nãy mình đứng từ xa thấy bạn gái xinh quá cho nên là mình chụp lại tấm á, rửa ra tặng bạn làm kỷ niệm nha. Ok, ok, không có gì. Bạn gái xinh quá.